Chính phủ cánh tả của Hy Lạp đã bắt đầu chiến dịch của mình nhằm thuyết phục các chủ nợ châu Âu chấp nhận một khoản vay nợ mới. Tuy nhiên, đã có những báo động từ châu Âu quanh việc quay trở lại chính sách thắt lưng buộc bụng này. Anh, Pháp, Ý đang trên cùng một con đường, nhưng con đường đó không đơn giản là gặp và chào đón tân Bộ trưởng Tài chính mới của Hy Lạp. Ông Yanis Varoufakis muốn châu Âu đồng ý cho Hy Lạp một thỏa thuận vay nợ mới. Thực tế, ông và các đồng nghiệp Syriza của mình đã đoạn tuyệt với chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ trước đó. Tại Paris, ông cho biết Hy Lạp buộc phải chấm dứt tình trạng nghiện cứu trợ. Mối quan tâm của tôi trước hết là với tư cách một người châu Âu, rằng chương trình cứu trợ này rất tốn kém đối với toàn bộ châu Âu, chứ không chỉ riêng người Hy Lạp chúng tôi. Thị trường chứng khoán Hy Lạp phản ứng tích cực với động thái này khi chỉ số chứng khoán tăng gần 6% và một số cổ phiếu ngân hàng tăng lên đến 22%. Nhưng một số nước có lẽ không sẵn sàng giúp đỡ Hy Lạp như là Pháp, trong đó Đức là nước phản đối nhiều nhất. Một hoặc vài nước trong Eurozone có thể sẽ thích ý tưởng giảm nợ bởi họ cũng đang mang nợ. Nhưng nếu chúng ta cho phép điều đó thì Eurozone có thể sẽ bị hủy hoại và điều đó là không thể. Chính phủ Hy Lạp cho rằng ngân hàng trung ương ECB có thể cung cấp những hỗ trợ cần thiết như làm trung gian cho một khoản vay, nhưng có ý kiến cho rằng điều đó là quá mạo hiểm. ECB có thể bảo lãnh các khoản vay nợ như vậy nếu tình hình tài chính của quốc gia đó ổn định, còn nếu kinh tế nước này phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ giúp từ ECB, thì nước đó không thực sự nằm trong đối tượng của ECB. Điều đó cũng có nghĩa là chính ECB chứ không phải là các chính trị gia sẽ quyết định liệu Hy Lạp có được ở lại Eurozone hay không, và thông điệp của Bộ trưởng Tài chính Đức cũng rõ ràng. Hy Lạp đã trải qua một con đường vô cùng khó khăn và năm ngoái đã có tiến bộ nhiều hơn. Chúng tôi muốn Hy Lạp tiếp tục chinh phục những thành công này vì lợi ích của Hy Lạp và người Hy Lạp, nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận những thay đổi một chiều đối với chương trình cứu trợ. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp đang so sánh mình với nước láng giềng đảo Cyprus, cũng đang phải đối mặt với cảnh sẽ phải ra khỏi Eurozone, như sự khác biệt chính là Cyprus vẫn tuân thủ được các yêu cầu cải cách như đã cam kết với châu Âu.